Chiều ngày 16 tháng 11, thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia B, 26 tuổi, ngụ Hà Tĩnh về hành vi giết người. Nạn nhân là Thượng úy Trần Trung Hiếu, 31 tuổi, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 ngày 13 tháng 11, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi. Thì phát hiện đối tượng B có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, đối tượng B bất ngờ dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy, khiến anh bị trọng thương. Dù thấy Thượng úy đã gục xuống, nhưng B vẫn tiếp tục đâm thêm nhiều nhát. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an xã Xuân Hồng cùng người dân nhanh chóng đưa Thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, Nghệ An, đồng thời bắt giữ đối tượng B về trụ sở để điều tra hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng xử lý nghiêm minh theo quy định